chào quý vị khán giả nha. Hôm nay con có đến một hộ gia đình của bà sống không chồng không con, rất là đơn độc mọi người ạ. Nên con đến đây để con quay cho mọi người. Dạ bà ơi, con xin chào bà. Dạ con chào bà nè. Dạ. Dạ. Nay cao tuổi quá rồi. Dạ con chào bà. Rồi bà cho con hỏi bà tên gì bà? Lê Thị Niên. Lê Thị Niên hả bà? Nghiêm. Nghiêm. Dạ bà Lê Thị Nghiêm. Nè con hỏi bà nè, năm nay bà mấy tuổi rồi? Trời ơi, nay chắc 90 rồi. Nay bà 90 rồi hả? Còn tuổi nữa 90 hả? Dạ còn một tuổi nữa bà 90 hả bà? Dạ con hỏi bà nè. Trời ơi, sống con mình không có anh em dòng họ cô bác. Dạ thì con cũng nghe hoàn cảnh của bà là đơn độc nên ngày hôm nay con mới đến đây nè để con quay hoàn cảnh của bà. Rồi bà lúc bà còn trẻ là không có chồng không có con hay là sao bà? Có hồi rồi con gái. Có chồng hồi con gái hả bà? Ừ. Rồi theo mẹ theo chỗ qua thôi gì về. Dạ. Chứ mà ăn không dạ. Nhà nước cho cả nhà. Dạ, vậy là nhà này là ở người ta cắt cho bà đó hả? Hả? Nhà này là người ta thương bà, người ta cắt cho bà hả? Ờ. Cắt cho gì cũng có. Dạ. Cho khổ lắm. Dạ. Rồi lúc đó bà lập gia đình là bà không có sanh con luôn hả? Không có đứa nào trơn rồi. Dạ quý vị khán giả ơi, nha bà ở đây có một mình nè mọi người đó. Mình vẫn không chị, vẫn em, không anh, vẫn em gì đâu. Đi hết trời, còn mình tôi. Dạ. Giờ nằm đây chỉ chết, tao đâu có hai đôi, bây giờ sao. Dạ. Đó quý vị khán giả. Chỗ này là bà để làm cái gì? Nè bà qua đây đi. Bà qua đây đứng đi, con hỏi chuyện bà. Dạ. Yeah. Năm nay bà nói bà một tuổi nữa 90 tuổi rồi quý vị khán giả. Dạ. Yeah. Yeah. Dạ. Mấy chị em bỏ của mình tụi nữa, vẫn chơi vợ của mình. Bà nói có mấy chị em bỏ bà hả? Rồi chị em bà đi đâu? Chết rồi. Chết. Năm chị em hả? Dạ. Mà chết hết rồi, còn của mình tụi thôi. Dạ. Giờ sống chơi vợ như vậy, chứ không có. Dạ. Dạ. Cơm với nước ráng nấu ăn, không có nhịn đói. Không có bà nhịn đói hả? Ừ. Dạ, rồi mỗi ngày rồi có ai cho bà gì ăn không? Không. Không có, bà ăn cái gì? Con thấy bánh trên giường nè, ai cho bà hả? Hả? Bánh á? Cái bánh nhỏ đằng kia mới. Dạ. Có mấy cái bánh. Vậy là người ta đem bánh lại cho bà đó hả? Ừ. Dạ. Rồi bà lại bà ngồi đi bà ơi, bà đứng bà mệt á. Bà lại ngồi đi con nói chuyện với bà lại giường ngồi đi. Nghe, yeah, bà lại giường ngồi đi bà. Dạ. Yeah. Bà đi từ từ nha bà. Dạ. Đó quý vị khán giả ơi. Yeah. Chỗ đây bà để đồ, bà phơi đồ nè, đồ của bà. Đây là bàn thờ. Truyền hình. Nước mắm, nước tương gì nè quý vị. Nước mắm, nước tương. Đũa, muỗng. Cái ca uống nước. Hmm.
Ở trong đây cái buồng mọi người ơi. Đây, ở một mình nè quý vị khán giả. Bà không có chồng, không có con. Năm nay cũng 90 tuổi rồi. Nhà của bà nè. Dừng lại. Ở đây để đồ gì nè mọi người. Để cái can. Cái hũ gì nè mọi người. Cái lô hũ nè. Chứa trong nhà đó cô chú anh chị em. Đó. Nè ca nè. Bà máng ca đóng bụi á. Đóng bụi quá chừng đâu lớp lớp luôn. Cái bao này bao gì cũng không biết nữa. Đựng. Đó mọi người ơi. Đựng bao bao nè đồ. Cái nồi nó cũng lên móc rồi. Cái quạt thì nó hư. Nón bảo hiểm. Đó, cái này là cái phía sau của nhà của bà. Quý vị khán giả. Cái phía nhà. Bà máng cái bọc bọc gì nè. Đây, cái này là mấy cái thúng. Cái giỏ của bà. Cái này là cái quần màu đen. Đó quý vị khán giả. Rồi. Ở đây là tủ thờ. Bà ơi, con thấy cái tấm hình ở trên đó là hình của bà hả? Cái tấm hình treo ở trên đây nè. Phải hình của bà không? Phải tấm hình đó là bà không? Nè, tấm hình con thấy treo ở trên đây nè. Đó, treo trên đó. Dạ, hình của bà phải không? Con quay cho quý vị khán giả coi nha. Đó mọi người. Bà treo hình ở trong nhà. Ai quả cho bà. Dạ. Cái bao gì nè. Bà bỏ bao bao luôn á. Mấy cái bao này bao gì vậy bà? Hả? Dạ, cây quạt tay nè mọi người. Dạ, bà máng đồ kế bàn thờ luôn á mọi người. Bà móc cái cây nè. Móc cái cây vô bàn thờ đó cô chú. Đó. Để bà máng đồ. Bà làm cái cây này nè mọi người. Để lên cái bàn thờ á. Móc đồ ở đây. Quần áo của bà nè. Dạ, ở đây là bàn thờ của cha mẹ hả bà? Dạ. Dạ, bà. Dạ, ba mẹ. Sống con mình, có bữa té chung cái trường giường nằm sáng đây. Kêu không đủ ai hết, thôi giờ nằm luôn. Chết chết sống sống gì nữa, biểu toàn sao. Dạ. Ráng chịu. Dạ. Hồi lúc còn nhỏ bà sống với ba mẹ hả? Ừ, cha mẹ tôi chết hồi tôi còn chưa chồng chưa vợ chưa gì. Dạ. Chết hết bỏ. Ba mẹ mất lúc bà chưa có gia đình hả? Chưa dạ. Còn nhỏ chưa dạ. Có gì hết. Dạ. Đáng chịu chứ giờ sao cháu? Dạ. Số phận của mình cũng. Đâu yeah. Hỏi đồ tôi giờ biết làm sao. Dạ. Tối ngủ đây. Dạ, yeah, tối bà ngủ đây hả bà? Ngủ đây con mình nè. Vậy là bà để bánh này bà dành ăn mỗi ngày hả? Hả? Bánh con thấy mấy bịch bánh kìa. Để cho cái mấy bánh để cho. Dạ, yeah, người ta cho để dành bà ăn đó phải không? Để đem về nãy á. Dạ. Đó quý vị khán giả ơi. Cái này là cái thùng nước với cái nón lá của bà. Cái áo. Đôi dép đơn sơ. Đôi dép của bà đó mọi người. Yeah.
cậu cháu ơi đâu nằm đổ ngoài coi nhà coi cửa chung lấy trao đồ đạc chén khổ gì lại đâu bà để đâu người ta lấy để con buồn vậy hả người ta vô lấy của bà hả rồi trong người bàn sao thì thấu cái gì tới đâu hỏi đó chẳng giờ biết làm sao dạ giờ tới đâu cũng phải chịu thôi dạ con hỏi bà nè nha nếu dạ bà ơi con hỏi bà nè nếu bà có một ước mơ bà ước mơ điều gì thì giờ trong đó ráng mạnh dội dạ ấy tiền bạc đấy ăn gì giờ sống này, cơm gạo cũng không ai nấu dạ không có ai trơn rồi nằm ấy nằm dưới chân giường này dạ rồi người ta có gì người ta đem lại cho bà ăn á hả cũng không có dạ ta có đã ăn chứ mình cũng có nhưng dạ dạ trời ơi. Rồi sáng giờ bà ăn gì chưa chưa hả rồi bánh đó người ta mới đem lại cho bà ăn bánh đó hả dạ quý vị khán giả ví dụ ai cho cái gì thì bà ăn cái đó mọi người bánh nè để dành á có đói thì ăn đó bên đây cũng ăn rồi nè sáng giờ chắc ăn bánh này bịch này nè mọi người nón lá năm xưa miền quê mẹ nó cũng gắt chiều tà đó mọi người bánh không mà ở đây bánh để cho bà ăn lót dạ ở đây thì hũ đường hũ gì á nó đóng bụi đóng gì luôn bình trị nấu nước cái này hũ đường mà kiến không kiến nó vô hũ đường tùm lum tùm la hết rồi quá chợ kiến rồi vô đầy hết kiến rồi dạ đây là cái tô gì nè cái tô bún ai đem lại cho bún với chả giò gì nè không ăn cái gì bể đây luôn ăn không được cái gì đậy lại nó bốc mùi luôn rồi bốc mùi chua luôn rồi và đèn dầu đó. Treo bọc bọc gì nữa nè nha sáng đêm sao bà nói gì? Bà nói té làm sao? Thì tôi đi đái ngay chỗ này nè. Bà đái chỗ nào? Đái đây rồi tôi mua mấy cái bô hả? Dạ. Không dám đi xa. Đây để con dán cái này lên nha, nó sùm sụp bên bà để con dán lên. Con dán cho cao lên nha. Đó cho bà sáng rồi nãy giờ. Rồi bà nói bà đi tiểu ở chỗ này luôn hả? Đâu bà để cái bô ở đâu? Dạ. Dạ. Đó quý vị khán giả. Bà tiện chỗ này luôn hả bà? Hả? Bà tiểu chỗ này luôn hả bà lại? Có bô cũng sẵn lại kìa. Dạ, để buổi tối đó phải không? Bà tiểu đó phải không? Ừ. Dạ. Mua 4 5 cái vậy đó. Dạ. Lấy ráo còn có 2 cái. Dạ. 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 Ở đây thì nằm dạ. 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 Tội nghiệp bà lắm quý vị khán giả ơi. Dạ. Tội nghiệp bà lắm. Không có chồng, không con. Giờ tuổi già sống đơn độc đó quý vị khán giả. Dạ. Ôm nhôm, ôm nhách. Từ đó tới giờ. Không chồng không con gì giàu quá giàu đang mần được chết chứ không ra mở không dạ hồi lúc đó đâu bà làm gì bà kể con nghe coi trời ơi đi mót lúa mót đậu đi tới chiều mới về ra mở không dạ rồi bà đi mót lúa làm gì nữa mót lúa mót đậu dạ đủ thứ hết nè mần cái gì được ráng mần chứ không có không có kêu ai xin ai muộn ai không đói cũng nằm để chịu dạ hồi đó bà đi làm tùm lum ai kêu gì bà làm hả bà họ không kêu tôi cũng đi mót tôi kiếm tôi mót tôi ăn gì tôi không dạ
khổ lắm cháu ơi. Dạ, thì trượt. Ráng vậy mà ăn chứ không có xin ai miếng nào. Mà không có gì hết trơn. Không có là những nói chứ không xin. Dạ, vậy à. Rồi người ta thương bà, người ta đem lại cho bà thôi. Dạ. Không có. Dạ. Đó là tôi tới đó rồi họ thấy vậy, họ cho mà. Dạ, giống như bà tới nhà người ta, rồi họ thấy họ cho bà, rồi bà ăn. Dạ, thì con cũng hiểu được, con hiểu được là khi mà không có con chăm sóc khi tuổi già, thì cô đơn lắm, buồn lắm, ai mà không buồn, phải không bà? Dạ. Khổ lắm cháu ơi, nhưng mà mình nghĩ ra mình về cha mẹ không có, anh em cũng đi hết rồi. Dạ. Thì không giờ đáng chịu chứ giờ, không có phiền trách ai. Dạ. Cũng không có gì. Dạ. Cháu ngủ của mình không có ai để con có gọi cho mình. Dạ. Bị té chung thằng nhiều. Dạ, bà ngủ với bà hả? Bà không nằm tuốt ở trong rồi sao bà nói bà té xuống dạ hả? Không biết nằm trong mà té đụng lột cái dưới này nằm luôn vậy hả? Vậy hả? Dạ tệ số phận của mình giờ tới đâu ngoài đó. Dạ. Thì chị Linh ơi, em lại đây cái hoàn cảnh này á chị Linh. Quý vị khán giả, bà không có chồng, cũng không có con, bà năm nay cũng gần 90 tuổi rồi quý vị khán giả ơi. Thì con đến đây con chia sẻ với mọi người, thì con đến đây có chị Linh. Chị Linh ở bên Mỹ, thưa bà, chị Linh ở bên Mỹ. Bởi vì vậy chị Linh có ít quà gửi cho bà. Tại vì bà không có con, bà sống rất là cô đơn. Chị Linh gửi cho bà 500 ngàn nha bà. Dạ. Chị Linh bên Mỹ. Dạ. Dạ, ở Mỹ lận. Gửi cho bà 500 ngàn nè, để cho bà mua đồ nha. Dạ, nè bây giờ bà nhận đi rồi. Dạ. Rồi bà cầm cho con đi. Bà cầm. Dạ. Rồi chị Linh ở bên Mỹ tặng bà 500 ngàn đó. Rồi. Cảm ơn nghe Hùng. Dạ. Ở gì? Thì giờ tôi nhờ hoàn cảnh như vậy. Dạ. Yeah. Nhưng mà chị em anh em. Dạ. Yeah. Tôi có tấm lòng tốt như vậy. Tôi giờ tôi cũng đổ ơn chị em anh em. Dạ. Yeah. Rồi. Chị Linh ơi, em trao cho chị rồi nha chị. Bà rất là vui, bà vui, bà trong lòng rất là xúc động luôn. Bà đã cầm 500 ngàn, cái này 500 ngàn nha bà. Bà để bà mua bánh, mua cái gì bà cần thì bà mua nha bà. Thiệt chứ dâu. Dạ. Vì nghèo thiệt. Dạ. Tiền bà không có mà có nhiều khi. Dạ. Tới mình thấy người ta có ăn, người ta có tiền, không dám tới. Dạ. 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 Bà ơi, con đến đây rồi, con chào bà, con về nha. Dạ. Rồi, con chào bà, con về nha. Rồi, bà chào quý vị khán giả cùng con đi. Dạ. Anh em có tấm lòng giúp đỡ giùm tôi. Dạ. Khổ tôi lúc khổ sợ. Dạ. Chị em anh em giúp đỡ giùm tôi thôi, giờ tôi cũng cảm ơn. Dạ, rồi con chào bà.